Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là tại sao mà người đàn ông lại không có suy nghĩ giống như người phụ nữ trong cái vấn đề tình cảm. Nói rõ hơn là rất là nhiều người phụ nữ mong muốn rằng người đàn ông sẽ ba mặt nói một lời. Ví dụ như trong những cái tình huống chia tay thì người thứ ba hoặc là người vợ cũng mong muốn là người đàn ông nó dứt khoát nói một lời cho nó xong, cho nó rõ ràng, để mà người ta không có bị đưa mình vào cái thế gọi là hiểu lầm, hoặc là mình hiểu sai, hoặc là có thể là mình không hiểu đúng. Chính vì lo sợ mình sẽ sai lầm trong cái việc quyết định là sẽ rời bỏ một người đàn ông có vợ chẳng hạn, hoặc là mình sẽ sai lầm trong cái việc mà mình cố gắng chờ đợi một người đàn ông mà người đó là chồng của mình chẳng hạn, thì những người phụ nữ luôn ở trong một cái trạng thái là thắc mắc là tại sao mà đàn ông không rõ ràng. Cái điều mà các bạn thắc mắc thì nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, bởi vì khi các bạn không hiểu thì đương nhiên các bạn phải đi hỏi, bởi vì các bạn thắc mắc nên các bạn sẽ đặt câu hỏi, có thế thôi. Và chúng ta phải biết rằng cái cơ cấu sinh học của người đàn ông và người đàn bà khác nhau. Và cái điều mà khác nhau đặc biệt mà bất cứ ai cũng có thể biết được và cơ bản nhất đó chính là nam giới và nữ giới khác nhau ở bộ phận sinh dục. Còn đâu về mọi thứ nó đều giống nhau hết. Đương nhiên khác nhau về bộ phận sinh dục thì cái cơ cấu về sinh lý nó đã khác biệt. Đây chính là cái vấn đề trọng tâm nhất để mà nhận biết và biết được là ai là đàn ông và ai là đàn bà, ai là nam giới, ai là nữ giới. Thì có thể nói đến một cái góc độ khía cạnh, rất là nhiều người đàn bà mong muốn cái điều đó từ đàn ông, nhưng mà nhiều người đàn ông lại không chọn cái cách giống như nhiều người phụ nữ chúng ta mong muốn, đó là thẳng thắn rõ ràng. Người phụ nữ thì cứ muốn là cần anh ấy rõ ràng, nhưng mà người đàn ông thì họ lại không rõ ràng như người phụ nữ muốn. Vậy thì tại sao người đàn ông lại không rõ ràng? Tại vì đàn ông nó là như thế. Đàn ông khi mà đến với bạn, nói lời yêu bạn được, nhưng mà khi xa bạn, họ không muốn đối diện với cái khoảnh khắc mà khiến cho bạn buồn. Hoặc là trong một số trường hợp, anh nào mà anh yêu không thật lòng á, anh cũng không muốn đối diện với cái việc là anh cần phải giải quyết những cái mối liên hệ lằng nhằng và những cái sự phức tạp sau đó. Còn cái anh nào mà anh đã có cái tính lừa gạt một số người thứ ba á, thì anh đến cái giai đoạn đó thì anh lo anh chạy bất dép đi rồi, thì anh đâu có cần phải ở lại để mà giải thích làm gì. Vấn đề ở đây là có một số người thứ ba ở trong một cái tình huống là có những người đàn ông khi bước vào cuộc chơi họ đã biết và họ đã hiểu là sớm muộn gì họ cũng sẽ rời đi, nhưng mà vì cái người kia đang ở trong cái cảm giác là say tình và yêu thật và rất là kỳ vọng, đặt hy vọng rất là nhiều vào mối quan hệ đó, thế nên là người phụ nữ đó họ cứ bị dính mắc vào cái việc là anh này anh không nói rõ ràng nên mình không biết. Mà cái người đàn ông kia cũng cả nể, không biết là nên nói cái gì, điều gì để mà bỏ, để mà chia tay người phụ nữ này. Thế nên là người đàn ông đó cũng ngại. Ví dụ như mình muốn ngừng một cái mối quan hệ mà mình nói là em ơi em không hợp với anh thế này, anh không hợp với em ở điểm này. Thực ra là anh cũng rất là quý em, nhưng mà anh cảm thấy anh không thể tiến xa hơn với em được. Có những người đàn ông sẽ chọn cái cách như vậy, nhưng mà đa phần người đàn ông người ta nghĩ khi mà người ta nói những cái lời như thế là người ta khó nói lắm, người ta khó diễn đạt lắm, và người ta không muốn làm cho cái người đàn bà nghe cái điều đó bị tổn thương. Vì trước đây khi bước vào mối quan hệ đó, anh ta đâu có nói như vậy. Anh ta nói những lời ngon ngọt khiến cho bạn mê say, khiến cho bạn thích thú, khiến cho bạn đưa mình vào cái mối tình đó một cách hết sức là nồng nhiệt. Đến bây giờ anh ta tự nhiên lại nói cái điều nó ngược với những cái gì mà lúc đầu anh ta đến, thì anh ta có cảm giác anh ta không muốn nói cái lời giống hệt như là lời nó không có giống như cái lúc đầu. Anh ta cũng không muốn đưa mình vào cái thế là lật mặt, và anh ta cũng không muốn phải nhìn người phụ nữ trước mặt mình, người đàn bà họ không có lỗi gì đó, nhưng chẳng qua là không hợp với anh ta, thì anh ta sẽ không biết nói như nào. Ví dụ như thế này ha, ví dụ trong một cái số trường hợp cái người đàn ông đó yêu thích một cái người phụ nữ gọi là người thứ ba, nhưng mà trong mối quan hệ đó rồi dần dần họ cũng có tình cảm với nhau, rồi lần đầu tiên họ ân ái với nhau, sau đó rồi cái người đàn ông kia không liên hệ, rồi không liên lạc, không mặn nồng. Nhưng mà người đàn bà khi mà đã quan hệ lần đầu thì đã yêu thích rồi. Và trong cái trường hợp mà người phụ nữ mà mất trinh ngay cái lần đầu đó thì
bản thân cái người đàn ông mà gọi là có vợ, họ không ngờ là cái cô gái lớn tuổi như vậy mà lại còn trinh nữa, mà cái người phụ nữ mất trinh lần đầu lại dính mắc vào cái người đàn ông kia rất là nhiều, thì họ sẽ ở trong cái trạng thái rất là đau khổ và họ có cảm giác họ bị lừa. Thì đến đây á, thì có một số anh á, anh không thích cái cô này, không phải bởi vì cô này sai cái gì hết, cô này cũng chẳng có gì xấu hết, nhưng mà bởi vì khi mà anh quan hệ tình dục với cô này, anh không có cảm xúc tình dục, tức là ngực cô này lép quá hoặc là làn da của cô này thô ráp quá, thế nên là anh không có cái cảm giác, các bạn hiểu không? Hoặc là cô này cô gầy đến mức mà sờ vào cô á, rờ vào da thì cô á, là có xương, có nghĩa là người đàn ông không có hứng thú trong cái vấn đề đó. Thì bởi vì người ta có tình cảm chút chút mà người ta chưa thật sự yêu, mà cái việc mà quan hệ tình dục nó diễn ra quá nhanh, quá vội vàng, thế nên là người đàn ông đó cũng chưa thực sự là yêu người đàn bà kia đến mức mà sẽ chấp nhận những cái khuyết điểm của người đàn bà đó trên hình thể. À, thế nên là anh ta sẽ thử qua một lần như thế rồi anh ta không muốn tiếp tục nữa. Nhưng mà anh ta chẳng lẽ đứng trước một người phụ nữ anh ta lại nói những cái lời như vậy, thì không có ai có thể nói được, không có một người đàn ông nào dũng cảm để có thể nói ra cái điều đó với một người phụ nữ, mà cái người phụ nữ đó đâu phải là người phụ nữ xấu hay là người phụ nữ tệ đâu. Bản thân anh ta biết là mình có vợ mà đi gian díu như thế đã là sai rồi, càng sai hơn là cái cô gái đó ở với mình lại mất trinh nữa, thì cái vấn đề đó anh ta rất là sợ. Thứ nhất là anh ta không nghĩ là người phụ nữ đó còn trinh, thứ hai nữa là anh ta không nghĩ rằng là người đàn bà đó lại là cái mẫu người như thế. Và nếu mà anh ta có cái khoái cảm trong tình dục thì có thể là anh ta sẽ tiếp tục đấy, nhưng mà vì anh ta không có được cái sự hưng phấn trong vấn đề đó nên anh ta chọn cách im lặng, anh ta cứ thế mà lặng lặng mà chia tay, nhưng mà để lại cho cái người thứ ba một cái nỗi đau rất lớn các bạn. Người thứ ba rất là đau đớn và người thứ ba sẽ cảm thấy hụt hẫng, người thứ ba sẽ cảm thấy rất là đau khổ vì những cái vấn đề như vậy. Thì đây là cái phần giải đáp cho bạn khi mà bạn lỡ quan hệ sớm với người đàn ông đưa mình vào cái thế đã rồi mà người đàn ông đó người ta lại không yêu thích bạn một cách thực sự, bởi vì cái mối quan hệ nó cũng chưa thực sự đi đến một cái ngưỡng gọi là yêu thật, mà nó mới gọi là chớm nở. Mà bạn biết là những cái trái mà gọi là cố rú, gọi là rú khí đá ép cho nó chín á, ép cho nó nhanh á, thì nó thực sự là nó không đủ cái vị ngọt giống như một cái trái tự nhiên nó chín tới. Khi mà mình thưởng thức một một trái cây mà nó chín cây và nó chín đúng độ của nó thì mình ăn mình cảm thấy rất ngon. Thế nên là đây sẽ là một cái bài học rất là rõ ràng cho nhiều người phụ nữ. Bạn phải hiểu rằng đàn ông thì luôn luôn ham muốn tình dục nhiều hơn phụ nữ ha. Người ta nói rằng là lấy đàn ông á, lấy đàn bà thử đàn ông mà lấy vàng thử đàn bà, thì nói lên mong muốn của hai giới khác biệt về cái nhu cầu. Tuy nhiên nếu mà người nào cứ cho rằng mình cứ lên giường với anh ta để quan hệ với anh ta để giữ anh ta thì đó lại là một cái suy nghĩ sai lầm, vì khi người đàn ông không có tình cảm với bạn, họ vẫn có thể quan hệ với một người phụ nữ gọi là người làm cái ngành nghề nhạy cảm ha. Thế nên là khi mà một người phụ nữ cần có một cái tình yêu thật với người đàn ông thì các bạn hãy làm sao để cho cái tình cảm của mình á, tôi đang nói về cái tình yêu thuần túy tốt đẹp giữa một người đàn ông có vợ và cái mối quan hệ vợ chồng nhé, thì các bạn phải chờ đến cái lúc mà người ta yêu bạn thật sự và cái trái cây đó nó chín một cách tự nhiên nhất. Chứ còn các bạn mà ăn sớm quá hoặc là chọn cái thời điểm mà để mà ép cho nó chín nhanh, hoặc là bạn nghĩ rằng rú khí đá cho nó nhanh chín để mà bạn mau ăn á, thì đây không phải là cái cách mà bạn làm cho người đàn ông đó yêu mình. Và tại sao người đàn ông lại chọn cái im lặng và không rõ ràng? Bởi vì người ta không muốn và bạn đang mong muốn người ta làm theo cái cách của đàn bà, còn người ta là đàn ông, thế nên là đàn ông người ta sẽ không làm và suy nghĩ giống như đàn bà trong một số trường hợp bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin chúc cho tất cả những quý vị khán thính giả nghe kênh của tôi được nhiều sức khỏe, được tất cả mọi sự việc an lành như ý và luôn sống ở trong tình trạng sáng suốt và bình an.
Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nghe đến đây, hãy tặng tôi một like. Và nếu thật sự bạn thích kênh của tôi, hãy đăng ký kênh cho tôi bạn nhé. Rất là cảm ơn và xin chào.